Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay theo lịch là cô sẽ phải livestream trong nhóm 2K3 khởi động luyện đề tổng ôn. Nhưng mà các thầy cô vẫn chưa set cho cô làm admin của cái nhóm đấy, cho nên là cô không đăng được. Cô cứ livestream và nói một mình. Bảo sao không có bạn nào nói chuyện cùng cô. Cô chào Ánh Tuyết, cô chào Gấu Trúc, Hưng Phạm, Đăng Duy, Uyên Phương và Hạ My. Như vậy là cô muộn của các bạn mất gần 10 phút rồi. Các em sẽ vào trang cá nhân này của cô xem vậy. Và các bạn share giúp cô vào trong cái nhóm 2K3 luyện đề tổng ôn nhá. 2K3 khởi động luyện đề tổng ôn ấy. Không các bạn khác lại không biết. Cô chào Bảo Nhiên, Huệ Nhi, Quỳnh Anh. Các em đã làm đề chưa nhỉ? Đề thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 1. Đây là đề thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 1. Trong cái đề này cô đánh giá là cái lượng từ vựng của đề không nhiều và các cái câu thì cũng không mới mẻ. Cho nên là những bạn nào mà chưa luyện đề hay là mà chúng ta chưa luyện nhiều ấy thì các bạn thấy khá là thú vị. Còn những cái bạn mà luyện đề nhiều rồi ấy, thì thấy cái đề này khá là bình thường. Đặc biệt là ba bài đọc. Ba bài đọc thì các bạn chỉ cần Google là có trên mạng thôi. Có hết trên mạng rồi. Cho nên là ba bài đọc này thì cô chữa quá nhiều lần rồi. Cô đến nỗi mà cô thuộc luôn cả đáp án. Cho nên là hôm nay cô sẽ chữa và mở rộng cho các bạn về kiến thức ngữ từ vựng nếu có trong bài. Còn ba cái bài đọc này thì các bạn có thể Google trên mạng nhé. Có phần giải chi tiết hết trên mạng rồi. Cho nên là cô không chữa đọc nữa. Chưa làm ở Nguyễn Dương, chưa làm thì làm sao cô chữa hiểu bài được. Cô chào Bêu Trần nhé. Cô chào Kim Tuyền. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các em có nghe rõ không? Chúng ta bắt đầu luôn nhá. Các em nhìn câu số 1 và câu số 2, các bạn có thể comment luôn đáp án câu 1 và câu 2 luôn cũng được. Câu số 1 này, A cô đọc là mindset, B allocation, C discrimination and D disposal. Thì là A, cái chữ I này mình có thể đọc là E hoặc là I đúng không ạ? Câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây, đáp án I là mindset thì đọc là âm I. Còn lại thì là âm y, đúng không ạ? Còn lại mình sẽ học âm y. Và các bạn chú ý cho cô cái từ mindset này nhá. Cô thấy đây là một cái từ khá là thú vị. Đôi khi mình nghe người ta nói là phải cái gì, cái thằng này rất khó để thay đổi mindset của nó. Vậy thì mindset là cái gì? Mindset ở đây tức là một cái thế giới quan, tức là theo kiểu là outlook, một cái mà chúng ta nhìn, cái quan điểm đó, outlook in life, về cuộc sống. Hiểu chưa? Mindset. Và mindset còn mang nghĩa là tâm tính nữa. Và mang nghĩa là tâm tính ấy, thì các bạn tra từ điển, cái từ mindset nó sẽ synonym, nó sẽ đồng nghĩa với từ mentality. Mentality. Đó, mentality. Ví dụ một người có một cái quan điểm mindset rất là bảo thủ, chúng ta sẽ làm a conservative mindset. Ok. Các cái từ này cô nghĩ là nghĩa khá khá là quen thuộc với các bạn. Disposal. Disposal là danh từ của động từ dispose, đúng không? Dispose of something. Và cái từ này chúng ta đã học trong chủ đề môi trường. Là danh từ thì có nghĩa là gì nhỉ? Là sự vứt bỏ, đúng không? Tống khứ đi. Và nó còn mang một cái nghĩa khác, đó là tùy ý sử dụng. Và cái cụm từ mang nghĩa là tùy ý sử dụng thì hay gặp trong bài thi, đó là as one disposal. Đấy chưa? Có nghĩa là có sẵn cho ai đó tùy ý sử dụng. Hoặc là tùy ý sử dụng. Application là danh từ, nghĩa là đơn xin việc. Mình hay nói là application for a job. Đúng không? Là đơn xin việc là làm chẳng hạn. Còn cái từ discrimination, do cái đề này bài đọc và từ vựng đơn giản lắm, cô chẳng có gì phải phân tích cả, nên cô phải phân tích cái này cho các bạn. Từ những cái đơn giản như này. Bài đọc này từ vựng cô nghĩ là không không khai thác được nhiều. Đó. Có nghĩa là sự phân biệt đối xử với ai đó. Câu 1 chúng ta sẽ đáp án A. Các bạn chọn đáp án A là đúng rồi. Tiếp theo cô sang câu số 2.
Cô còn chưa share được vào trong nhóm cơ. Không biết các bạn trong nhóm có biết. Cô gõ nó không ra. Đâu ấy nhỉ? 2K3. Các bạn nhớ tham gia vào cái nhóm 2K3 cái gì à? Tổng ôn luyện đề. Đây là nhóm miễn phí của các thầy cô B-School. Đây là nhóm miễn phí mà các thầy cô B-School sẽ livestream và post tài liệu trong đó cho các em. Và lịch học môn tiếng Anh của cô thì sẽ vào 22 giờ tối thứ sáu, các bạn nhớ nhá. Câu số 2, cô thấy Cường, cô mượn comment của Cường nhá, cô mượn comment của Cường nhá, vì cô thấy là Cường mở rộng cái này khá là thú vị này, đúng không? Cường ghi thôi chết rồi, cô lại góp nhầm rồi. Các bạn đọc comment của bạn Cường không nhỉ? Có cái cụm từ phân biệt chủng tộc ấy, discrimination, có nghĩa là sự phân biệt. Ví dụ cô nói là racial discrimination, đúng không? Sự phân biệt chủng tộc. Hay là sexual. Sexual nghĩa là discrimination, là phân biệt về giới tính. Hay là political discrimination, là sự phân biệt về đối xử về chính trị chẳng hạn. Hay là religious discrimination, sự phân biệt đối xử về tôn giáo. Thì khi mà học từ ấy là chúng ta phải học thuộc hết tất cả các cái cụm từ, các cái loại collocation đi kèm với nó, để khi mà chúng ta nói, chúng ta viết là chúng ta có thể là bật ra được luôn, chứ không phải là cái cách mà chúng ta học từ vựng một cách riêng lẻ. Học từ vựng một cách riêng lẻ thì các bạn chỉ có thể học, chúng ta làm tốt bài thi thôi, còn khi mà cần nói cần viết là chúng ta không biết. Tiếp theo cô sang câu số 2. Câu số 2 các bạn sẽ dựa vào âm tiết cuối thôi. Interview, âm cuối là you, remember, âm cuối là establish, âm cuối là âm sh, đúng không? Và từ claim, âm cuối là âm Thì chúng ta dựa vào cái nguyên tắc là tờ đờ một nhóm này. Đó, chính phủ phát sách không thèm share, nên các bạn sẽ chọn là bản C. Và ở đây các bạn có thể mở rộng cho cô các cụm từ mà kết hợp với claim. Cái từ claim này, nếu như các em để ý những cái ảnh mà cô chụp ấy, đúng không? Những cái ảnh mà cô chụp, cái từ claim này này hôm trước ở trên trên tường của cô ấy. Claim one life, nghĩa là cướp đi sinh mạng. Cụm từ này về chủ đề COVID-19 rất là nhiều nhá, cướp đi sinh mạng. Bài này cô phân tích từ vựng hơi chi tiết, tại vì về sau thì chẳng có gì để phân tích cả. Nên thấy thú vị là cô sẽ nói claim, make a claim. Make a claim nó giống như kiểu là đưa ra một lời phát biểu, giống là make a speech, hoặc là gửi yêu cầu đòi hỏi phải làm gì, nhớ chưa? Đưa ra lời. Vậy là xong. Chúng ta sang phần trọng âm nhá. Phần trọng âm đáp án A, các bạn thấy là cái đuôi mình này nó không làm thay đổi trọng âm, đúng không? Thì từ achieve, âm thứ hai là âm dài, nên trọng âm sẽ nhấn vào âm thứ hai. Từ community chúng ta dựa vào âm tiết cuối là đuôi ed, trọng âm sẽ vào cách một âm tiết, nên là sẽ community sẽ vào âm thứ hai, có a và c vào âm thứ hai. Vậy mình tìm thêm một từ vào âm tiết thứ hai nữa, đó chính là từ anonymous. Đó, từ anonymous, đó, anonymous có nghĩa là giấu tên, là ẩn danh, là vô danh. Ví dụ mình nói là anonymous letter, nghĩa là một cái bức thư vô danh chẳng hạn. Thì ba cái từ này trọng âm và âm tiết thứ hai chỉ có đáp án D, từ này sẽ đọc là bronchus, không đọc là bronchi nhá, sẽ là bronchus. Bronchus và âm tiết thứ nhất có nghĩa là phế quản. Các bạn phải nghe cô nói thì mới hiểu được những cái gạch gạch của cô ấy. Anonymous, những cái từ mà nhiều âm tiết ấy để phát âm chuẩn thì cô khuyến khích ấy, cô khuyên các bạn là sẽ tách âm ra, sẽ tách âm ra, ví dụ như là community, community, đúng không? Sau đó mình sẽ nhấn trọng âm vào, hay là anonymous, đó, anonymous, bốn âm tiết, sau đó nhấn trọng âm vào âm thứ hai, anonymous, anonymous, hay là achieve, achievement. Đỗ Đại Học comment rất là hay, anonymous thì bằng với này unknown. Và chú ý đáp án D, từ này có nghĩa là phế quản nhá.
Mình sẽ học là bronchus, bronchus, bronchus. Trọng âm và âm tiết đầu tiên. Câu số 4, chúng ta lại có cái đuôi et thì sẽ cách một âm tiết này. Sẽ học là gener, generosity, generosity. Được chưa? Thì nó sẽ vào raw. Generosity, generosity, generosity. Có nghĩa là sự rộng lượng, hào phóng, đúng không? Generous. Nhưng mà generosity thay đổi về trọng âm chưa? Còn đáp án C đó là từ perseverance. Perseverance, perseverance, trọng âm sẽ vào âm thứ 3. Perseverance. Tiếp theo, B cô sẽ đọc là G-O. Từ này đọc là G này, O này, thermal, geothermal. Geothermal cũng vào âm tiết thứ 3. Chỉ có đáp án A đọc là biomass, bio, biomass. Nó vào âm tiết đầu tiên, còn lại vào âm tiết thứ 3. Chốt chưa? Đấy, nghe cô luyện âm nhiều là các bạn cũng sẽ chuẩn thôi, đọc chuẩn âm thôi. For A, Huyền, đúng rồi. Xuân Diễm chọn A. Hương Nguyễn chọn A, đúng rồi. Biomass, cô thấy Cường Nguyễn giải thích một cụm rất là dài tiếng Anh. Và bio, các bạn thấy là bio là liên quan đến sinh học rồi đúng không? Thì cái từ biomass có nghĩa là sinh khối. Sinh khối nhá, nó là một cái dạng theo kiểu là nguồn năng lượng tái tạo ấy. Đó. Là một cái dạng giống như kiểu là sinh sinh vật liên quan đến sinh học, sinh vật. Người ta nói là đa số là các cây trồng hay vật liệu có nguồn gốc từ thực vật. Đấy, nghĩa là sinh khối, nhớ chưa? Nguyễn Khánh Huyền comment là heat geothermal. Cái từ geothermal có nghĩa là thuộc về địa nhiệt. Tiếp theo cô sang câu số 5, rất nhiều bạn comment câu số 5 là đáp án B. Và những cái câu này khá là đơn giản. Tôi thấy một cái vụ tai nạn là rất là khủng khiếp khi tôi đang đi bộ. Ở đây người ta sẽ kết hợp quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Cái sự việc nó đang diễn ra ở quá khứ thì mình phải chia quá khứ tiếp diễn và chen vào mình sẽ chia quá khứ đơn. Câu số 6, cô nghĩ là câu số 6 là các bạn sẽ phải comment nhiều. Giải nghĩa tất cả các đáp án của câu số 6. Ở đây cô có let in, accounts for, care for và take in. The Japanese. Nên các bạn chú ý nhé cái từ này. Nếu như là nước Nhật ấy, thì mình sẽ học là Japan. Nhưng là người Nhật hay là thuộc về Nhật thì sẽ học là Japanese. The Japanese market. Cái từ market ở đây ngoài cái nghĩa là chợ ra còn mang nghĩa là thị trường. Thì trong nghĩa kinh doanh mình sẽ dịch là thị trường Nhật Bản chiếm 35% tổng doanh thu của cái công ty này. Thì mang nghĩa là chiếm ấy, các bạn sẽ chọn từ account for. Account for ngoài mang nghĩa là chiếm ra, nó còn mang nghĩa là gì? Là explain, đúng không? Là giải thích. Không, phải comment cả bộ cả các cái nét nghĩa chứ. Toàn comment một nghĩa thôi. Account for, chiếm này. Đôi khi trong bài ở cái phần đồng trái nghĩa các bạn sẽ thấy nó sẽ đồng nghĩa với từ explain. Thế còn từ let in, ở Đỗ Đại học cơ ghi là let somebody in, cho phép ai vào trong. Ok, được. Còn take in, Lê Châu Linh comment này. Bao nhiêu phần trăm? Ghi này cho nó rõ ràng. Cô thấy comment của Lê Châu Linh này. Take in ở đây có nghĩa là lừa gạt, ok. Lừa gạt thì nó tương tự từ deceive. Đôi khi đồng trái nghĩa nó sẽ cho như thế. Take in còn mang nghĩa là hiểu, là understand. Còn mang nghĩa là hấp thụ, như là từ absorb. Đúng không? Care for thì tương tự như là look after, take after. Còn từ take in, hết rồi nhỉ? Yeah. Let somebody in là cho phép ai đó vào trong. Hiểu, lừa gạt, yes. Câu này các bạn hiểu rồi đấy. Nguyễn Phương Lụa hỏi là cô hay bạn nào có thể nói giúp em về khóa luyện đề 8 hoặc 9 cộng không? Em có thể inbox cô để biết thêm chi tiết. Nhớ inbox cô và nhớ là tối mai cô sẽ cho thi thử đấy. Và đề của cô chắc chắn là bài đọc là sẽ soạn mới chứ không phải là lấy lại các cái bài cũ ở trên mạng.
Trang chi đúng rồi, bằng deceive hoặc là take somebody for a ride đều mang nghĩa là lừa gạt. Seven, the biggest fear is that human mind control over robot. The biggest fear, lo sợ lớn nhất đó là con người có thể cái gì đó over robot. Lose, take, keep, gain. Nếu mà gain control hoặc là keep hoặc take control thì không cần thiết phải lo sợ. Đúng không ạ? Các cái từ khác đều kết hợp với control theo kiểu là kiểm soát, đúng không? Giữ được cái sự kiểm soát, có được cái sự kiểm soát. Nhưng mà nếu mà như vậy thì sẽ không liên quan đến từ fear này. Chỉ có thể là mất kiểm soát thôi. Đúng, chỉ có mất kiểm soát thì mình mới đi với từ lose. Cho nên các bạn chọn đáp án A là đúng. Xuân Diễm, Huệ Nhi, Phạm Cường chọn đúng rồi. Tiếp theo cô sang câu số 8. They have sold out all the tickets. Câu này là về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Đúng không? Và các bạn phải chú ý cả cái liên từ này. Mình phải dịch đúng liên từ nhé. Và chia đúng thì. Sold out nghĩa là họ đã bán hết tất cả các cái vé. Khi mà chúng tôi tới, có nghĩa là cái việc bán vé nó đã diễn ra trước. Nó đã hoàn thành trước cái thời điểm chúng ta tới rồi. Đúng không ạ? Cho nên nó sẽ chia ở quá khứ hoàn thành. Và chúng tôi tới sau thì chia ở quá khứ đơn. Không thể là bán vé mãi cho tới khi chúng tôi đang tới. Vô lý, đúng không? Hay là đã bán hết vé bởi vì chúng tôi đã tới. Không phải. Hay là đã bán hết vé phòng khi chúng tôi đã tới. Nên là mình thấy là dịch cái từ until, từ because, từ in case nó không đúng. Chỉ có when mới dịch đúng thôi. Và các bạn chú ý cái câu này người ta không cho các cái từ như là will và would theo will và would theo sau các cái liên từ chỉ thời gian. Các bạn chú ý là mình sẽ không chia tương lai ở sau các cái từ như là until, because hoặc là in case đâu nhá. Các em chọn đáp án B là đúng. À, bạn Cường Nguyễn thì rất là tích cực luôn. Cô rất là khen Cường Nguyễn về lần lần nào cô livestream cũng mở rộng từ vựng. Với cái từ control ấy nó có rất là nhiều nghĩa và trong một số buổi livestream của cô thì cô cũng đã mở rộng rồi, không biết các bạn có ghi không? Đấy, Cường vẫn đang say sưa mở rộng từ control. Câu số 9 cô thấy normal chọn A, còn các bạn khác chọn Velvet chọn C, Lý Quang Ngọc chọn B, Cường Nguyễn chọn C, Nga Nguyễn chọn C, có nghĩa là các bạn chọn nhiều thế. 19 chọn cả ba đáp án cơ mà. Cơ à? The customer said she liked this coat. If it was. Sao ở đây nó lại cho là was này nhỉ? Sao trong này đề không biết là có gõ nhầm không nhỉ? If it was gì? Khách hàng nói rằng cô ấy sẽ thích cái này, cái vùng áo khoác này nếu nó gì có là một cái màu mà đẹp hơn. A nicer color. Cái từ color ở đây mình đi với lại mạo từ được các em nhé. Nên đáp án đúng phải là C chứ. Ở đây đang nói về một cái áo khoác, về this coat. Cho nên mình dùng an được. Các em chọn C. Color, đề cập đến nó color. Trang Tấn Minh chọn C đúng rồi, Hạ Mi. Trang Chi chọn B à? Khách hàng nói rằng cô ấy sẽ thích. Đấy, cô ấy sẽ thích. Thực ra đây nó đây người ta giả định ở câu điều kiện lại hai này, cô ấy sẽ thích cái áo này. Nếu như nó làm có một cái màu, nó là một cái màu mà nó đẹp hơn là một thì bắt buộc phải có mạo từ chứ. Velvet hỏi là em cũng thắc mắc tại sao là was. Cô không biết là trợ giảng của cô có gõ nhầm hay không. Nhưng mà cô gạch ở đây nhá. Có nghĩa là thường câu điều kiện lại hai ấy, thì mình sẽ dùng chủ ngữ là were. Số nhiều. Mình sẽ dùng to be là were với chủ ngữ ở tất cả các ngôi. Tiếp theo cô sang câu số 10. Cô thấy tất cả đều chọn đáp án D. Từ Ánh Tuyết Minh Hiền đến Thùy Linh hay Quỳnh Anh đều chọn đáp án C à? Đáp án C, the talks, cái buổi nói chuyện này có ý nghĩa là gì đấy? Were meant to be. Các bạn chú ý từ này nhé. Mình sẽ học là mean, nhưng ở quá khứ hay phân từ hai, các bạn sẽ học là meant. Giống như từ dream ấy, quá khứ hay phân từ hai, mình sẽ học là dreamt. Có ý nghĩa là gì đấy? Break down barriers between two groups.
Các bạn ghi cho cô các cái từ mà kết hợp với lại barriers, nghĩa là rào cản, phá bỏ, break down ở đây có nghĩa là phá bỏ. Mình có thể nói là tạo ra một cái rào cản thì dùng từ make, được chưa? Các em có thể dùng từ remove, các em có thể dùng từ break down, hoặc là các em có thể dùng từ overcome barrier. Nhớ cái từ barrier ngoài cái nghĩa là rào cản. Từ này ngoài mang nghĩa là hàng rào, tiếng theo nghĩa đen ra. Nó mang nghĩa là rào cản, một cái chướng ngại vật. Ví dụ mình nói là language barrier, tức là rào cản ngôn ngữ. Đấy, các bạn sẽ học theo cụm như vậy đúng không? Còn cái từ fences nó chỉ mang cái nghĩa là hàng rào thôi, nó không mang cái nghĩa bóng của cái từ barrier. Tất cả các em chọn đáp án C là đúng. Tiếp theo cô sang câu số 11. Câu số 11 ở đây nhé, toàn là những cái từ dễ gây nhầm lẫn đúng không? Ba từ này là dễ nhầm này, còn cái từ conditions điều kiện thì nó khác đi. Câu số 11, cái gì đó rất có khả năng là giá cổ phiếu sẽ tăng trong cái tháng tới, in the coming months. Có khả năng là giá cổ phiếu sẽ tăng trong tháng tới. Câu 11 này chúng ta sẽ chọn theo cụm từ cố định. Ví dụ mình sẽ là the. Đôi khi nó có thể có the đằng trước, chances are, thì tương tự như là is likely. Để diễn tả khả năng nhá, có khả năng gì gì đó, chances. Thế là mình không chọn là opportunities hay là các cái cụm từ khác, vì đây mình sẽ dựa vào cụm từ cố định. Nguyễn Văn Đỗ hỏi hỏi là chị gọi gì em vậy ạ? Vừa rồi phải gọi cho anh Đỗ để xét cô làm admin của nhóm nhưng mà không gọi kịp, cho nên cô like trên trang cá nhân vậy. Các bạn có thể phân biệt qua một chút cái từ, phân biệt cho cô xem là các bạn hiểu gì về những cái từ như là opportunities hay là possibly. Cái từ possibly, possibility, possibility, possibility. Các bạn sẽ biết nó vào build đúng không? Possibility hoặc là responsibility, nó sẽ vào build. Possibility có nghĩa là cũng là cái khả năng, nhưng mà khả năng về một cái điều gì có thể đúng hoặc là xảy ra trong tương lai. Còn hai cái từ chances, nghe cô nói nhá, cái từ chances và từ opportunities là hai cái từ này nó không khác nhau quá nhiều đâu nhá, ngoài cái sự cụm từ cố định ra nó không khác nhau quá nhiều, nó đều diễn tả là một cái cơ hội đúng không, là một cái thời cơ. Là ví dụ mình nói là một cơ hội là một cái thời cơ này để làm một cái gì, việc gì đó đúng không? Đấy thì mình dùng cả chance và opportunity đều được. Và khi sử dụng với cái nghĩa là theo kiểu là vận may, vận rủi ấy, thì thông thường mình hay dùng là từ từ chance đúng không? Ví dụ như là he took his chance, anh ta nắm bắt được cái cơ hội đấy. Và bây giờ để mà giúp các bạn hiểu rõ được hai cái cụm từ này thì cô sẽ liệt kê cho các bạn một số cụm từ cố định như trong bài là the chances are, hoặc là mình sẽ có là by any chance. Mình sẽ học theo cụm như này nhé. Đấy, tiếng Anh là nó khó, nó khó và nó thú vị. Cái là ngoài cái nghĩa chung chung, ngoài cái nguyên tắc chung ra thì nó còn có rất nhiều các cái trường hợp ngoại lệ. Giống như đợt trước cô phân biệt cho các bạn về cái từ pass down và từ hand down chẳng hạn. Đó, ngoài cái nghĩa chung là truyền lại cho các thế hệ ra, nó còn mang các nét nghĩa riêng mà chỉ có cái từ đấy nó mới có. Thì mình lại phải học rất là, học hiểu sâu, nhớ chưa? Ví dụ mình nói là take a chance như trong ví dụ của cô. Đúng, nghĩa là hên xui thôi. Hay là trong đề thi ấy, người ta cũng cho chúng ta một cụm đó là stand a chance, nghĩa là có cơ hội làm gì đó. Được chưa? Còn opportunity, opportunity
Lê Châu Linh bảo là by chance, có nghĩa là by accident, có nghĩa là tình cờ. Chances of somebody or đúng rồi, hoặc là accidentally. Bill Trần comment là grab opportunity, nắm cơ hội. Còn là grabs opportunity, đột nhiên có cơ hội và mình sẽ chộp lấy. Khá là thú vị. Đây, cô mượn comment của bạn Bill Trần nhá. Các bạn comment nhanh quá, cô đọc không kịp. Bill Trần comment là see graph, see opportunity. Be in with a chance. Ok. Các bạn nhớ đọc comment nhé. Các bạn nhớ đọc comment. Sau đó chúng ta chắt lọc ra. Câu số 12, cô sang câu số 12 không muộn. We didn't go anywhere yesterday because of hoặc là due to the rain. Mình có thể nói là because of hoặc due to, nghĩa là do hoặc là vì trời mưa. Cái thằng này theo sau phải cộng với danh từ hoặc verb ing. Còn cái thằng này phải đi với mệnh đề. Đúng không? Nên mình không chọn A được. Câu số 13, the boy insisted on, nghĩa là khăng khăng, nài nỉ. Là on là giới từ rồi nên kiểu gì cũng phải đi với have, đúng không? Nếu người cho là having hoặc là taking thì đều được. Have a break hoặc là take a break. Cô thấy các bạn vẫn còn say sưa với chance và opportunity. Các bạn có thể tra thêm một từ điển giúp cô. Câu số 14, you couldn't help me with my homework. Couldn't help thì sẽ thành là gì? Thành could you. Các bạn chọn đáp án D. Câu số 15, chúng ta sẽ cần một tính từ đứng trước victory. Tính từ nhá, đó là một cái chiến thắng vô cùng bất ngờ. Đó, tính từ thì sẽ là surprising victory. Còn ví dụ như là we were surprised, đúng không? Còn là a surprising victory. Mình sẽ nói như vậy. Loại trừ các tính từ này. Còn surprise là động từ, surprisingly là trạng từ. Câu 15 các em sẽ đáp án C. Câu 16 khi mà đi với các cái thế kỷ ấy, chúng ta sẽ dùng là in there, đúng không? In there đi với thế kỷ cho nên câu này khá là dễ. Câu này là gần như là câu cho không ấy nhỉ. Và câu số 17 có khiếu hài hước, good sense of humor. Những cái câu như là câu số 17 này, hay là câu số 10, hay là câu số 11 ấy, câu số 6, câu số 7 là những câu hỏi từ vựng dùng để phân loại thí sinh. Nhưng mà cô nhận xét là các cái dạng câu hỏi từ vựng để phân loại thí sinh này thì nó khá là dễ, nó chưa phân loại tốt. Đúng, ví dụ như là good sense hoặc account for ok. Nhưng mà nó phải khó hơn một chút nữa, nó phải khó tăng dần đến khó tăng dần đi. Còn phần này từ vựng hơi dễ. Câu số 9 là câu điều kiện loại 1 nên mình sẽ chọn là bản D. Hoàng Thảo, đúng rồi. Good sense of humor nghĩa là có khiếu hài hước. Tính từ thì mình sẽ dùng là từ humorous. Câu số 19 là câu hỏi đồng nghĩa. Bất cứ khi nào anh ta mở miệng ra thì anh ta ngay lập tức đấy, hối hận về những cái điều mà anh ta nói. Anh ta luôn làm sao? Theo kiểu là nói bị hớ, đúng không? Nghĩa là theo kiểu nói hớ, nói ra những cái điều mà về sau, lát nữa mình cảm thấy là phải xấu hổ, ngượng ngùng về cái câu nói của mình ấy. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án C. Không phải là mắc sai lầm này, mà làm những cái thứ không đúng trật tự hay là nói một cách gián tiếp, không phải. Các bạn ghi vào nhá, nó sẽ đồng nghĩa với đáp án C. Là mình dịch theo nghĩa đen, put his foot in his mouth, có nghĩa là cho chân vào mồm. Cho chân vào mồm ở đây theo kiểu là nói một cái điều gì đó ngu ngốc nhá, nói một cái điều gì đó ngu ngốc, nói hớ, hay là say embarrassing thing, nghĩa là nói những cái điều mà mình phải cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nhá. Các em chọn đáp án C là đúng. Cô không cần phải ghi ra nữa nhỉ. Câu số 20. Grandparents và những cái họ hàng ấy thì đóng một vai trò không thể thiếu được. Ở đây có một cái cụm từ này các bạn ghi vào. Người ta có thể dùng với từ role hoặc đôi khi người ta sẽ dùng với từ part, đúng không? Đóng một vai trò như thế nào?
Đó. Và indispensable, indispensable cho âm vật pen nha. Đấy, cho âm vật pen. Indispensable có nghĩa là một vai trò rất là essential. Essential thì trong âm và âm tiết thứ hai. Essential có nghĩa là rất là cần thiết, không thể thiếu được. Và cái từ này thì nó hay đi với giới từ to hoặc là giới từ for. Đóng một vai trò quan trọng trong việc raise somebody có nghĩa là nuôi dưỡng, đúng không? Dạy dỗ những đứa trẻ. Đây, những cái từ này có nghĩa là nuôi dạy nha. Nên các bạn sẽ chọn đáp án đúng ở đây là đáp án D. Còn cái từ demanding, demanding có nghĩa là đòi hỏi khắt khe. Ví dụ cô nói là a demanding job, một cái công việc đòi hỏi rất là khắt khe, một cái ông chủ, đúng không? Một cái ông chủ rất là theo kiểu khó tính. Đó, còn cái từ outstanding, từ này cô cũng phân tích rất nhiều rồi nhá. Từ outstanding nghĩa thứ nhất ấy có nghĩa là ấn tượng, nghĩa là nổi bật. Thì nó đồng nghĩa với từ gì các bạn còn nhớ không? Nó sẽ tương tự từ impressive và cái từ này cũng hay gặp trong đồng trái nghĩa, người ta gạch chân outstanding và cái đáp án đúng chính là impressive. Nó impressive. Nghĩa đồng nghĩa một cái nét nghĩa. Và cái nét nghĩa thứ hai của từ outstanding có nghĩa là còn tồn tại, chưa giải quyết được. Ví dụ về một cái vấn đề, đúng không ạ? Và chưa trả nợ chẳng hạn, mình dùng outstanding. Ví cô nói là outstanding debt, nợ chưa trả. Thế. Còn cái từ dominant, dominant có nghĩa là lấn áp, vượt trội. Và mà còn mang nghĩa là có ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng tới ai đó. That's it. Các em có ghi kịp không? Tiếp theo cô sang phần trái nghĩa. Ở Trang Tấn Minh, Khánh Vinh, Khánh Vân, Đỗ Đại Học, Trần An, Nguyễn Xuân Huy, Trương Huệ Nhi rất tốt. 21. I must have a watch tức là đồng hồ đeo tay bởi vì cái gì? Bởi cái tính đúng giờ, đúng không? Cái tính đúng giờ thì rất là gì? Rất là quan trọng, đúng không? Cấp bách, cần thiết trong cái công việc mới của bạn. Ở đây là nói về đúng giờ thì bây giờ trái nghĩa thì sẽ phải là bị muộn. Đó. Ở đây là hiệu quả này. Cheerful là vui vẻ. Courteous. Courteous có nghĩa là lịch sự, đúng không? Nó tương tự từ polite. Trái nghĩa thì sẽ là discourteous. Discourteous thì lại đồng nghĩa với từ impolite. Tại sao cô phải ghi ra như vậy? Vì là những cái từ này có cái phần dis từ gọi là tiền tố, đúng không? Nó hơi đặc biệt, cho nên các bạn phải nhớ nhá. Lịch sự, thô lỗ, bất lịch sự, đúng không? Hay là rude. Và chú ý hơn cho cô cái từ imperative. Imperative, imperative, trọng âm do nhấn vào âm thứ nhất, imperative. Thì tương tự từ vital, theo kiểu là very important ấy, rất là quan trọng. Rất quan trọng, cấp bách, nhớ chưa? C, đúng rồi. Phan Quốc Khánh, Đỗ Đại Học, Huyền. Yes. Và câu số 22 tôi sẽ đưa cho Joe, tôi sẽ tặng Joe một cái bông hoa hồng và một cái bài thơ lãng mạn. Đấy, anh ta sẽ tặng bông hoa hồng một cái bài thơ lãng mạn. Ở đây chúng ta cho dù không biết nghĩa thì mình đoán, đúng không ạ? Nó sẽ đồng nghĩa với đáp án D và trái nghĩa đáp án C. Lovesick có nghĩa là tương tư, còn từ wild nghĩa hoang dã.
Các em sợ là bán si nhá. Bi thương đúng không? Lãng mạn đấy giờ bi thương. Lovey-dovey. Cô sang câu số 23. My first English test was not as good as I expected. Nghĩa là cái bài test tiếng Anh đầu tiên của tôi thì không tốt như là tôi kỳ vọng. Ở đây các bạn chú ý cho cô cái từ là good heaven. Good heaven là gì? Good nghĩa là thường để nhấn mạnh nhá. Đôi khi người ta sẽ nói là good heaven này, good grief hoặc là good gracious. Nghĩa là nhấn mạnh cái sự theo kiểu là ngạc nhiên, tức giận. Đấy, nó dùng để nhấn mạnh. Câu 23 và cô thấy các bạn chọn đáp án D, nghĩa là never mind, không sao đâu, hoặc quên nó đi đúng không? Lần sau làm tốt hơn. Đấy. It's okay. Oh, các bạn chọn D á, never câu này cô nghĩ là phải chọn đáp án C chứ, it's okay. Don't worry. 23 phải chọn B chứ nhỉ? Ô, sao cô toàn thấy các bạn chọn D đấy? Người ta đang bảo là rất là buồn thì không thể là brilliant xin nọ được. Mind, đừng bận tâm. Lần sau làm tốt hơn à? Còn đáp án C là it's okay, don't worry. Thế C và D là gì được nhỉ? Cô cũng hơi bị đơ đơ câu 23 này. Theo các bạn là chốt lại xem là chọn C hay D. Bây giờ tự nhiên bây giờ cô dịch câu D cô cũng thấy D cũng ổn ổn này. Tự nhiên bị đơ rồi. D là never mind. Never mind là đừng bận tâm. Better job next time. Thế à? Vừa rồi lúc đầu tiên cô đọc ấy là cô chọn C. Còn bây giờ các bạn thấy bảo là chọn D cô thấy cũng cũng ok đấy nhỉ. Các bạn đọc lại cho cô xem mà. Ở đây tự nhiên lúc lúc mà lần đầu tiên cô đọc ấy cô không nghĩ là sẽ chọn never mind. Nhưng mà còn bây giờ cô thấy đọc lại cô thấy never mind cũng ok. Chọn đáp án D các em nhé, lần sau làm tốt hơn. Cái cụm số 2 better job next time nó ổn hơn đúng không? Đừng lo, no. Chọn đáp án D nhá. Câu số 24. John nói là bạn có nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng giao thông công cộng để bảo vệ môi trường không? Nói như vậy thì mình sẽ nói làm sao? Có nghĩa là không không còn nghi ngờ gì, có nghĩa là ủng hộ ấy, đúng không? Thế còn đáp án B của cô đó là một cái ý tưởng gì? Nó sai cái từ này. Nó là một ý tưởng như thế nào? Observe có nghĩa là theo kiểu rất là vô lý, ngớ ngẩn ấy. Mình không thể yes xong lại đằng sau chê ngay được. Các em chọn đáp án D. Câu 23 đọc về sau cô thấy D hợp lý hơn. Tiếp theo cái phần bài đọc và phần đọc hiểu này thì cô sẽ không chữa các bạn nhé, vì là cô chữa quá nhiều lần rồi ấy. Cái bài này, những cái bài đọc điền đọc hiểu này trên mạng có rồi, các bạn Google ra một phát là họ sẽ có hết giải chi tiết cho chúng ta, thì các bạn chỉ cần đọc theo thôi. Cô sẽ chữa các câu còn lại. Câu số 43 các bạn chọn đáp án gì? Helen Keller who were both đã both và song hành với and thì phải là những cái từ mà nó
song song nhau về mặt từ loại đúng không? Danh danh tính tính động động chạm chạm hay là mệnh đề với mệnh đề. Cái từ blind là tính từ thì theo sau cái từ này mình cũng phải chia dạng tính từ. Nó là deep. Chứ không phải là danh từ deep nhỉ. Từ này nhiều bạn hay đọc nhầm là deep là không đúng nhá, chúng ta sẽ học là deep. Lưu Phương Thảo bảo là cô cho key đi ạ. À. Ô thế à? Thế lát nữa cô cho key nhá. Lát nữa cô cho key. Đây là lỗi song hành. Đấy, lỗi song hành. Nghĩa là tính từ rồi em tính từ, đúng không? Câu 44 theo các bạn sai ở đâu? Câu 44. Phân bón cái mà được thêm vào đất để thay thế hoặc để làm gia tăng cái chất dinh dưỡng cho cây ấy, thì bao gồm những cái này, những cái kia. Được chưa? Phân bón các kiểu. Câu 44 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Ở đây chủ ngữ là từ fertilizer là số ít, cho nên cái từ include của cô sẽ phải chia dạng số ít. Còn cái cụm là which is added cho đến plant nutrients nó thêm nghĩa mà thôi. Đúng không? Đây là mệnh đề không xác định bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ ở đằng trước. Bỏ đi thì câu vẫn có nghĩa. Câu số 45. Các em chọn đáp án A là đúng. Thế giới đang trở nên công nghiệp hóa đúng không? Và có nhiều động vật làm sao? Mà trở nên tuyệt chủng thì đã gia tăng. Cái cụm từ là that has becoming extinct. Nó bổ sung ý nghĩa cho animal species. Và đây chúng ta sai đáp án A. Mình sẽ nói là gì? Become extinct. Become thì phải đi với tính từ. Đúng không? Become extinct. Bị tuyệt chủng. Hoặc là mình sẽ dùng cái từ khác đó là từ disappear. Đúng không nhỉ? Không còn xuất hiện nữa. Hoặc là Ánh Tuyết Phương Thảo Lan Anh Xuân Diễm. Đúng rồi. Lát cô cho đáp án phần đọc nhé. Câu số 46. He took the food eagerly because he had eaten nothing since dawn. Từ dawn có nghĩa là since the morning. Kiểu như vậy. Dawn theo kiểu là bình minh ấy. Anh ta ăn thức ăn một cách rất là eagerly, theo kiểu là háo hức hồ hởi, một cách nhiệt thành. Đó, bởi vì anh ta chưa từng ăn cái gì từ sáng. Đây đáp án đúng sẽ là gì? Anh ta đáp án đúng ở đây sẽ là gì? He had eaten nothing. Ồ, mặc dù là sai từ mặc dù nhá. Đã ăn một thứ gì đó là sai nhá. Chỉ còn C và D. Chẳng ăn gì từ sáng cho nên là anh ta ăn một cách hồ hởi, đúng không? Các bạn chọn đáp án B là đúng rồi. Câu này là sai là thức ăn đã được lấy đi từ lúc sáng là sai. Sai nghĩa. Câu số 47. Ở đây người ta dùng however này. Mặc dù cái bộ quần áo của anh ta rất là cũ và sờn rách rồi nhưng mà chúng vẫn rất là gọn, sạch sẽ và good quality nghĩa là chất lượng tốt. Cũ và được mặc rồi. Cũ và được mặc rồi nhưng mà chúng vẫn rất là sạch sẽ và có chất lượng tốt. Nói về bộ quần áo thì ở đây người ta sẽ dùng là đảo ngữ với as hoặc though. Đảo ngữ với as hoặc though thì các bạn chú ý cho cô là mình sẽ dùng tính từ hoặc trạng từ cộng với as hoặc though, chủ ngữ cộng thì tương tự như là on though đi với mệnh đề. Mình đều dịch là mặc dù mặc dầu, đấy chưa? Nếu mà no matter what good là sai, no matter how đi về tính từ chứ không có what đi về tính từ. A là anh ta thích mặc bởi vì là sai sai từ thích mặc. Đáp án D là những cái trang phục này trông sạch nhưng mà chúng cũ. Không phải cũ nhưng mà lại trông rất là sạch sẽ, đúng không? Nó ngược, nó sai về nghĩa. Nên chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án C. Đáp án C cô cũng có thể thay bằng là on though his clothes are old and worn.
Đấy, vế sau giữ nguyên. Nhớ chưa? They are, they look. Đấy, vế sau giữ nguyên. Nó tương tự như thế. Tiếp theo cô xem câu số 48. Children run to the jar to see the dragon, but it was no longer there. Những đứa trẻ chạy ra sân để xem con rồng nhưng nó không còn ở đó nữa. Vậy thì là con rồng này nó đã gì? Đã đi biến mất trước khi những đứa trẻ chạy ra. Ở đây người ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành để diễn tả cái sự việc xảy ra trước. Đúng không? Quá khứ đơn. Nó đi, nó biến mất rồi. Thì the children mới run to the jar. Còn các từ khác là sai. Cả liên từ. Cô sang câu số 49. The house is very beautiful. Its gate was painted blue. Câu 49, cái ngôi nhà mà có cái cửa này, đúng không? Cái cửa của nó được sơn màu xanh thì rất là đẹp. The house ở đây nó lặp lại một cái từ is này. Cô chọn là bản C nhá. Hoàng nói cho là the house whose gate was painted blue cũng được nhé. Vì đây nó chỉ là sở hữu các em ạ. The gate of which hoặc là whose gate. Ok. Tại vì cái từ whose nó sở hữu cho cả người và vật. Các em chọn C chính xác. Câu số 50. Most of the classmates couldn't come. He invited them to the birthday party. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Là hầu hết bạn cùng lớp anh ta mời tới bữa tiệc sinh nhật thì đều không tới. Ở đây nếu như mà đúng ra ấy, nó phải là whom hoặc là that, đúng không ạ? Và người khi đóng vai trò làm tân ngữ thì whom hoặc that có thể được bỏ đi. Em check đáp án giúp cô. Tiếp theo một số bạn mà là cô cho đáp án phần bài đọc. Cô cho đáp án phần bài đọc à? Ok. Những cái này các bạn có thể check lại ở trên Google nhé, vì là những cái bài đọc này đã xuất hiện rất nhiều rồi, cô chữa nhiều rồi, nhất là cái bài đọc số 2 đấy, định nghĩa môi trường ô nhiễm. Đây các bạn check đáp án giúp cô. Tiếp theo sang câu số 30, đáp án đúng ở đây đáp án D. 5 câu hỏi đọc này rất là dễ. Tại vì nó không có cái thông tin hay là từ vựng cũng không khó. Lifelong này, từ vựng cũng không khó. Paraphrase thì cũng bình thường. Đấy, thông thường nó khó hơn một tí thì nó sẽ paraphrase bằng các cái cụm từ nó khác đi. Nhưng mà đây cụm từ nó easy trong bài đọc thì nó không còn là khó nữa. Câu 36 A, câu 37 là B, câu 38 là D, câu 39 là A, câu 40 là D, câu 41 là measurable, detectable, có thể phát hiện ra được. Câu 42 đáp án đúng là C. Nguyễn Bá Tuấn bảo là bài này không khó cô nhỉ? Đúng rồi, bài này không khó, ngay cả những câu hỏi được dùng để phân loại thí sinh ấy, nó cũng phân loại chưa tốt. Cho nên là cô nghĩ đề này các bạn mục tiêu bao nhiêu thì phải được như vậy. Có nghĩa là các bạn mục tiêu 9 điểm thì đề này các bạn phải được 9. 8. 8 thì phải được 8 vì đề này chưa khó, đi thi nó không không nó không dễ như thế này đâu, nhớ chưa? Đi thi nó không dễ như thế này đâu và có thể là đề thi thử lần 1 cho nên là nhà trường không ra quá khó. Là ra bình thường thôi. Cho các bạn đỡ sốc nhưng mà đi thi thật thì nó không ra dễ như thế này đâu. Vì những câu hỏi được dùng để phân loại thí sinh mà nó cũng không phân loại, ví dụ như là những cái câu từ vựng để vận dụng cao hay là những câu đọc hiểu ấy nó cũng không quá khó. Thậm chí là những cái bạn mà làm luyện đề nhiều rồi ấy, các bạn còn thuộc hết cả đáp án của cái phần bài đọc nữa cơ. Cho nên là mà đã là cái bài mà đã làm rồi ấy, thì nó không thể đánh giá được chính xác cái khả năng của chúng ta thì mình phải làm những cái bài đọc mới. Những câu hỏi mới thì mới đánh giá được. Các bạn nhớ là tối mai cô sẽ cho thi thử lúc 22 giờ. 22 đến 23 giờ tối thứ bảy là tức là tối mai, và tối chủ nhật thì cô sẽ live chữa
Và các cái câu hỏi, các cái bài đọc của cô thì đều là soạn mới. Những cái câu ngữ pháp hay là những dạng câu hỏi mà nhận biết thông hiểu ấy thì cô sẽ không cho quá khó. Đó, vì theo form của đề thi thật đấy, những câu đấy là dạng câu hỏi nó không được khó. Đấy thì cô sẽ cho dễ thôi, các bạn bắt buộc phải làm đúng. Còn những câu phân loại thí sinh thì chắc chắn là sẽ khó rồi nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Sona goodbye and see you. Cô chào tất cả các em nha.